6 con giáp mang khí chất nữ hoàng, càng nhiều tuổi càng quyền lực, cả đời viên mãn giàu có bình an. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ai sinh ra cũng mong muốn mình có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc đong đầy. Tuy nhiên, mỗi người sinh ra thì đều được trời ban cho một cái số mệnh nhất định. Vì vậy, có những người vừa sinh ra đã được hưởng cái khí chất cao sang. Bất kể họ làm việc gì cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ở trong tử vi học cũng có nói, 6 con giáp nữ này là báu vật của Thượng Đế. Không những họ mang số mệnh Phượng Hoàng, cuộc sống hậu vận an nhàn giàu có, mà còn là bùa hộ mệnh cho cả gia đình. Nếu như những người khác sợ tuổi già phải trải qua cuộc sống nghèo khổ, thì những con giáp nữ này càng lớn tuổi thì lại càng được hưởng vinh hoa phú quý. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào. Trời sinh 6 con giáp mang khí chất nữ hoàng, bất kể xuất thân và diện mạo, càng lớn tuổi càng quyền lực, cả đời giàu có viên mãn sung túc. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khí chất và cái bản chất của con người là do trời ban, không phải ai cũng sở hữu được. Tử vi học cũng có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Có người thì tuy sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng họ lại không có bản lĩnh. Thì dù có hậu thuẫn bao nhiêu thì cũng không thể gây dựng được cái cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số 12 con giáp thì có 6 con giáp được trời sinh mang số mệnh phú quý, sở hữu cái khí chất nữ hoàng. Vì vậy, bất kể họ sinh ra trong gia đình thế nào hoặc là có tướng mạo ra sao ấy, thì cuộc sống tương lai của họ vẫn thăng hoa rực rỡ. Càng lớn tuổi thì càng có quyền lực, bước vào giai đoạn hậu vận, không chỉ xây dựng cái sự nghiệp thịnh vượng mà còn tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc. Đó là những con giáp sau đây. 1 là những người tuổi Hợi. Ai cũng biết tuổi Hợi là một trong những con giáp có khí chất hơn người, bên cạnh lại có được thừa hưởng nhiều cái phúc khí trời ban, nên làm gì cũng gặp được nhiều cái may mắn. Tử vi học có nói, tuổi Hợi mang cái số mệnh Phượng Hoàng, bất kể là sinh ra trong gia đình thế nào ấy, thì họ cũng sẽ trở thành những người có quyền lực, nắm trong tay cái khối tài sản khổng lồ và được sống cái cuộc sống an nhàn đến cuối cuộc đời. Vào độ tuổi trung niên thì cái túi tài sản của những người tuổi Hợi trong cái tình trạng là được mở rộng, cộng thêm có nhiều quý nhân ở bên cạnh giúp đỡ, nên là dễ dàng giàu có trong một thời gian ngắn. Đặc biệt hơn, nếu một khi mà tiền đã vào túi của những người tuổi Hợi thì khó lòng có thể vơi đi. Cứ thêm một năm ấy thì sự giàu có của họ lại tăng thêm một bậc. Hậu vận những người tuổi Hợi không những xây dựng được cái gia đình sung túc hạnh phúc mà còn dư giả về tài sản, đủ sống an nhàn đến cuối cuộc đời. Thứ hai là những người tuổi Ngọ. Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính hòa đồng, dễ gần gũi, tạo cho người khác cảm giác là thân thuộc. Đa số phụ nữ tuổi Ngọ đều rất là gì thông minh, hoạt bát, nên xung quanh thì có rất nhiều bạn bè. Đặc biệt là những lúc khó khăn hoạn nạn thì đều có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những người phụ nữ tuổi Ngọ họ luôn sẵn sàng là phụ nữ của gia đình. Đối với công việc ấy, xã hội ấy, họ lại tích cực và gì nhiệt huyết hơn. Vì vậy, sau khi kết hôn thì phụ nữ tuổi Ngọ vẫn miệt mài với cái sự nghiệp của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống trung vận thì được thăng hoa và giàu có. Tử vi học cũng có nói, càng lớn tuổi thì họ càng gặt hái được nhiều cái thành công và có khả năng lãnh đạo mọi thứ. Ngoài ra thì phụ nữ tuổi Ngọ còn có cái vận mệnh là vượng phu ích tử. Đấy. Họ có thể giúp cho chồng xây dựng được cái sự nghiệp và nuôi dạy con cái thành người tài. Đó là con giáp thứ hai. Con giáp thứ ba là những người tuổi Mão. Trong số những con giáp ấy, thì những người tuổi Mão là con giáp đặc biệt nhất, thích nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho mình. Họ có cái cuộc sống khá là thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt hơn hết là những người tuổi Mão có trái tim ấm áp, biết lắng nghe và thấu hiểu. Trời sinh những người tuổi Mão là những người mang cái số mệnh Phượng Hoàng. Bất kể là cuộc sống trải qua bao nhiêu cái sóng gió, hỉ nộ ái ố, nhưng mà cuối cùng ấy, thì họ cũng là những người mà được hưởng phước, được hưởng cuộc sống an nhàn đến hết cuộc đời. Sau 3 năm tuổi thì cuộc sống của những người tuổi Mão bắt đầu được thăng hoa. Đây là cái lúc mà họ nhận được nhiều cái sự chiếu cố của Thượng Đế cùng với các vị thần may mắn. Đi đến đâu ấy, thì cũng được quý nhân theo đuổi đến đó. Làm việc gì thì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Những người khác càng lớn tuổi thì càng là cái điều phải lo. Nhưng mà những người tuổi Mão thì ngược lại, hậu vận của họ hoàn toàn là những điều tốt đẹp. Êm ả, muốn gì thì có đó, tài vận thì cứ mỗi một năm thì lại tăng lên, hậu vận viên mãn và cực kỳ sung túc. Tiếp theo, tuổi thứ tư là những người tuổi Dần.
thì những người tuổi Dần là những người có tính cách mạnh mẽ, thông minh, thẳng thắn nhưng lại vô cùng sòng phẳng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc, là những người có tố chất lãnh đạo, có tiền và biết chi tiêu. Những người tuổi Dần chưa bao giờ để bạn bè mình phải thiệt. Họ có thể bị thiệt thân về mình, nhận những cái mình không làm chỉ để bảo vệ bạn bè, chỉ để bảo vệ tri kỷ. Nếu mà đã chọn ai làm bạn thân ấy, thì những người tuổi Dần sẽ đối đãi như người anh em ruột thịt và không câu nệ vấn đề gì cả, không tính toán thiệt hơn. Chơi được với những người tuổi Dần chính là được quý nhân. Các bạn không nên đánh mất một người tri kỷ như những người tuổi Dần. Khí chất của phụ nữ tuổi Dần ấy còn gấp rất nhiều lần đàn ông, khả năng ngoại giao và kiếm tiền cũng không thua kém gì đàn ông. Vậy nên những người phụ nữ tuổi Dần thì là những người phụ nữ càng già càng có phúc khí, càng giàu. Tiền tiêu thì không phải nghĩ. Đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo con giáp thứ năm đó là những người tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu vốn là chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt cái công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cái cuộc sống sung túc và viên mãn. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang cái số khổ, nhưng trên thực tế thì tuổi Sửu là con giáp biết nhìn xa trông rộng. Họ là người được trời sinh mang cái khí chất của nữ hoàng. Cuộc đời thì có khó khăn ấy, chắc trở thế nào thì họ cũng vượt qua nhờ cái bản lĩnh tuyệt vời của mình. Trong tử vi học cũng có nói, bước vào cái giai đoạn trung vận thì đa số phụ nữ tuổi Sửu thì thường là công thành danh toại. Bất kể là họ sinh ra trong gia đình như thế nào thì khi trưởng thành họ cũng sẽ gặt hái được nhiều cái thành công. Tính cách tuyệt vời của những người tuổi Sửu sẽ giúp họ được thăng hoa, công việc sẽ được hạnh phúc và viên mãn trong hôn nhân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp thứ 6 không ai khác đó là những người tuổi Tý. Thì tuổi Tý mạnh mẽ về cái khoản kiếm tiền và tiêu tiền thì cũng khá là nhanh. Tuổi Tý thì không so đo, không tính toán với ai bao giờ hết, đặc biệt là với bạn bè của mình. Phương châm của người tuổi Tý là vài đồng tiền cũng không thể nào mua được cái tình cảm, thế nên chẳng bao giờ họ tiếc bạn bè cái gì cả. Tuổi Tý thì tính tình là hoang phí, cũng hay tiêu không đúng mực, nên là cũng cần phải ghi nhớ tiết kiệm một chút. Không nên vì cái tính dễ dãi của mình mà để kẻ xấu lợi dụng, vay mượn mà không trả. Nữ tuổi Tý thì thường có bản lĩnh hơn đàn ông, mạnh mẽ, quả quyết trong mọi việc lớn nhỏ. Các bạn đều là người quyết định. Bởi vậy nên ở trong công ty thì bạn thường được cấp trên đồng nghiệp yêu mến và quý trọng. Đó là người thứ 6. Thưa quý vị, dân gian thường có câu an cư lạc nghiệp, muốn nói rằng là lập gia đình là cái nền tảng để xây dựng cái sự nghiệp. Đặc biệt là đối với phụ nữ, những người mà còn gánh vác cái trọng trách lớn ở trên vai ấy, nếu mà ngoài 27 tuổi mà chưa kết hôn ấy, thì sẽ bị liệt vào cái dạng là gái ế, luôn phải đau đầu mỗi dịp về quê và nghĩ cách trả lời các câu hỏi huyền thoại như là bao giờ cháu lấy chồng, vân vân. Vì lẽ đó mà rất nhiều người phụ nữ muốn kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng mà không phải ai lấy chồng sớm thì cũng đều có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Theo tử vi học, có 6 con giáp nữ được các nhà tử vi học khuyên nên kết hôn muộn, bởi càng ế lâu thì lại càng dễ giàu có, tiền bạc thì cứ ùn ùn đổ về. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên đó là những người phụ nữ tuổi Thìn. Thì đa số những cô gái tuổi Thìn thường có đường tài lộc rất tốt, sinh ra đã mang cái mệnh quý nhân phù trợ, sống với bố mẹ thì giúp cho công việc của bố mẹ được thuận lợi, tiền vào như nước. Bản thân nữ tuổi Thìn thì rất coi trọng cái sự nghiệp, đề cao cái giá trị của bản thân, đôi khi có cái sự thiếu tôn trọng đối phương nên sẽ hạnh phúc hơn nếu mà kết hôn muộn. Tuổi Thìn nếu mà kết hôn sớm ấy, ban đầu có thể sẽ êm đẹp, nhưng càng về sau vợ chồng càng dễ bất hòa và dễ có thể bị đổ vỡ. Những người tuổi Thìn ấy, thì vẫn được ví von rằng không có đàn ông vẫn sống tốt, bởi bản tính mạnh mẽ, kiên cường, thích tự mình vượt qua những cái khó khăn và tạo nên những cái thành tựu trong cái sự nghiệp của mình. Cái sự nghiệp thành công, nữ tuổi Thìn cũng không phải lo lắng cái chuyện cơm áo gạo tiền và tự mua nhà sắm xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc đủ đầy như một bà hoàng đó. Người phụ nữ thứ hai nên kết hôn muộn đó là những người phụ nữ tuổi Mùi. Tuổi Mùi được cho là một trong 3 con giáp lấy chồng càng muộn thì càng viên mãn, độc thân thì lại càng giàu có. Độc thân giàu một thì kết hôn muộn giàu gấp 10 lần. Những người cầm tinh con dê ấy, sinh ra đã có số mệnh nữ vương, mạnh mẽ, thích cái sự tự lập. Do đó, các bạn muốn tập trung thời gian để làm việc chăm chỉ hết mình, đạt được những mục tiêu của mình. Thay vì kết hôn sớm, sẽ phải dành nhiều cái thời gian để xây dựng cái gia đình bé nhỏ. Cái sự độc lập về tài chính là một trong yếu tố khiến cho các bạn không muốn lập gia đình sớm,
Vậy nên những người tuổi Mùi ấy, càng kết hôn muộn thì sẽ càng gì trở nên giàu có. Con giáp thứ ba đó là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ chớ cảm thấy buồn nếu mà bạn đang tuổi Cập Kê mà vẫn bị gắn được cái mác ế. Bởi các bạn là một trong năm con giáp càng kết hôn muộn thì càng viên mãn. Người tuổi Ngọ thích tự do bay nhảy, yêu thích sự độc lập, ít quan tâm đến những cái suy nghĩ của người khác. Do đó sẽ khó mà hòa hợp với cái cuộc sống gia đình khi mà còn trẻ. Kết hôn sớm có thể sẽ dẫn đến cái bế tắc trong cái chuyện hôn nhân. Vì thế, kết hôn khi đã trưởng thành, khi đã chín chắn sẽ giúp cho hạnh phúc của những người tuổi Ngọ được bền vững hơn. Sau khi đã kết hôn thì người chồng cũng sẽ giúp bạn trong cái công việc như là chăm sóc gia đình, con cái. Nhờ đó mà có cuộc sống của họ luôn vui vẻ, may mắn và được thịnh vượng hơn. Thứ tư là những người tuổi Mão. Phụ nữ tuổi Mão thì với bản tính là không thích sự ràng buộc, sống để lý trí và rất là kiên định về việc lựa chọn cái cảm xúc cá nhân của mình. Vì thế họ sẽ chỉ yên bề gia thất khi mà cảm thấy bản thân hội tụ đầy đủ các yếu tố phù hợp với cái cuộc sống gia đình, cả về trách nhiệm lẫn kinh tế. Ở độ tuổi trẻ thì họ ưu tiên nhiều thời gian hơn vào cái việc kiếm tiền, nên là chẳng có gì lạ khi mà ngoài 30 tuổi phụ nữ tuổi Mão vẫn đi sớm về khuya một mình đó. Tiếp theo, con giáp thứ năm đó là những người tuổi Hợi. Những người phụ nữ tuổi Hợi ấy, thì muốn cuộc sống viên mãn thì nên kết hôn muộn. Nữ giới cầm tinh con heo thì thường rất yêu thích cái sự tự do, phóng khoáng và cực kỳ ghét cái sự ép buộc. Nếu phải bước vào cái hôn nhân ấy, họ chỉ kết hôn khi mà sẵn sàng và không bao giờ họ vì người xung quanh mà chọn bừa lấy một người đàn ông của mình. Chính vì cái điều này đã khiến cho họ phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ, để cân nhắc trước khi mà kết hôn. Tuy nhiên, khi đã quyết định gắn bó với ai đó thì họ sẽ hết lòng hy sinh, cố gắng vun vén cho cái tổ ấm của mình. Có thể nói, chậm mà chắc là cái phương châm của những người tuổi Hợi. Đó là con giáp thứ 5. Tiếp theo, con giáp thứ 6 đó là những người tuổi Tỵ. Phụ nữ tuổi Tỵ được đánh giá cao bởi cái sự lanh lợi, cái sự thông minh và cái sự hoạt ngôn. Sở hữu cái ngoại hình đẹp nhất trong 12 con giáp, phụ nữ tuổi Tỵ có cái tính cách khá là cá tính, khá là thu hút. Đây là một trong những con giáp được đàn ông săn đuổi, chinh phục rất nhiều. Tuy luôn có nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng mà các cô nàng tuổi Tỵ thường đặt ra những cái yêu cầu tương đối cao đối với các quý ông của mình. Trong công việc, họ lại là những người cực kỳ nghị lực và kiên cường. Những người phụ nữ tuổi Tỵ có cách quản lý tiền bạc thông minh, biết tiêu tiền và cũng biết cách làm sao để tạo ra tiền. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên khi mà hậu vận của họ trở nên giàu sang, đầy đủ cái phúc khí, phúc phần mà cũng không cần phụ thuộc vào cái đứng mày râu. Tuy nhiên, đến khi lập gia đình thì họ cũng sẽ là những con người mà tuyệt vời, biết lo toan, biết chăm chút cho chồng, cho con. Có thể nói, đây là cái mẫu người giỏi về nước, đảm việc nhà, ai lấy được thì sẽ may mắn bội phần. Thưa quý vị, sinh ra là phụ nữ, ai mà chẳng muốn mình mang cái khí chất nữ hoàng, được nhiều người quý mến và đạt được nhiều cái thành công và may mắn trong cuộc sống. May mắn là vậy, nhưng cũng không nên ỷ lại vào cái số mệnh, mà hãy tự mình làm nên cái số mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy có thể comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.